Quảng Bình nằm ở miền Trung Việt Nam, điểm hẹp nhất trên bản đồ hình chữ S. Miền đất này được thiên nhiên ban tặng nhiều giá trị cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, nhiều di tích danh thắng có giá trị. Đây cũng là vùng đất giao thoa và tiếp biến văn hóa Bắc Nam. Sự ảnh hưởng của văn hóa cồng cư đã tạo nên sự đa dạng, phong phú và độc đáo trong các hình thức diễn xướng dân gian. Huyện Lệ Thủy nằm ở phía nam tỉnh Quảng Bình, là nơi cư dân sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa. Đó là vùng đồng bằng rồng lớn nhất tỉnh Quảng Bình và được xem là nơi gạo trắng nước trong, miền đất địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra nhiều người con ưu tú cho quê hương và dân tộc. Trong đó phải kể đến vị đại tướng của nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong hành trình sống, lao động và phát triển, người Lệ Thủy đã tạo dựng nên nhiều giá trị văn hóa, phản ánh đời sống phong phú, đa dạng và mang dấu ấn riêng của vùng đất sông nước Kiến Giang. Trong đó, hò khoan, một hình thức diễn xướng dân gian, được hình thành từ cuộc sống lao động của những cư dân miền đất lúa Quảng Bình. Hò khoan đã tồn tại trong không gian sống của cư dân miền đất xứ Lệ và không chỉ phản ánh thế giới nội tâm mà diễn xướng hò khoan trong cộng đồng còn góp phần tạo ra dấu ấn văn hóa đặc sắc của con người miền đất Lệ Thủy nói riêng, Quảng Bình nói chung. Tiếp nguyện cung chàng sông sâu gió nặng, chứ chàng nguyện cung thiệp biển vắng chúa linh, chứ thiệp đây cũng có nơi cung phụng ghé mình mà long vận ôm duyên mà đời. Nên duyên nở tình ngày xưa. Cha mình là người hò khoan Lệ Thủy, mẹ cũng rứa hò, rồi mình cũng lớn lên cũng hò khoan Lệ Thủy, thì mình cố gắng làm cái răng là gìn giữ lại cái truyền thống đó để mà sau này cho con cháu mình sau này, đó là cái điều rất là vinh dự. Hò khoan Lệ Thủy ra đời từ khi nào không ai còn nhớ. Chỉ biết người dân miền Trung nói chung, người dân huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình nói riêng, sinh ra đã được nghe ông bà cha mẹ hò khoan, lớn lên cùng những điều hò khoan, để rồi mỗi khi vui buồn lại cất tiếng hò khoan. Kể cả đến khi mất đi, được tiếng hò khoan đưa tiễn. Hò khoan Lệ Thủy, một loài hình diễn xướng dân gian không có văn bản ghi chép, mà chủ yếu được sáng tác trong lúc diễn xướng. Người hò khoan ứng khẩu tại chỗ và thường dùng thể thơ lục bát hoặc lục bát biến thể. Cũng có khi được áp dụng thể thơ song thất lục bát vào trong những lời ca của những làn điệu hò. Có thể khẳng định rằng hò khoan Lệ Thủy đã đạt đến trình độ điêu luyện về ngôn từ luyến, láy, lái, đồng thời đạt đến mức độ tinh tế cả về ngữ nghĩa, phương ngữ, nghệ thuật diễn xướng. Những thủ pháp chơi chữ, kể cả lối chơi chữ dân gian của nhà Nho đều phổ biến trong các loài hò khoan Lệ Thủy. Cũng có nhiều câu hò đột biến trong khi diễn xướng đạt trình độ cao về nho học, nhưng cũng rất dân dã. Hò đối đáp bao gồm nhiều mặt của cuộc sống, từ truyền tình đôi lứa đến đối chữ đối nghĩa, từ nói lái đến sử dụng cụm từ lắt léo, từ nói lặp đến nói vần đều được sử dụng và còn đề cập đến cả đạo lý nhân nghĩa. Lời đối đáp sản sinh ra từ cuộc sống lao động và đó là sự sáng tạo tập thể và xuất phát từ nhu cầu trao đổi tình cảm trong những khung cảnh nhất định,
nên từ ngữ được dùng khá mộc mạc. Tuy vậy, cấu tứ của nó vẫn rất gần với ca dao tục ngữ, nên nó mang hơi thở của hồn thơ dân gian. Đó là nhịp cầu nối ca dao dân ca với thơ trữ tình. Hò khoan lệ thủy bao gồm nhiều làn điệu mà như người dân địa phương thường gọi là mái hò và lối hò, hay còn gọi là chủ đề, có khi sử dụng trong hò kể chuyện hoặc hò từ sự. Hò khoan lệ thủy ra đời trong hành trình sống của người dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và trở thành một trong những bộ phận của dân ca miền Trung nói chung và dân ca Bình Trị Thiên nói riêng. Là một hình thức sinh hoạt văn hóa mang tính tập thể cao, thường thì một hoặc một vài người lĩnh sướng, còn đám đông, đế, số, phù họa theo những cách thức riêng của từng làn điệu. Thông thường, người đế, số, phù họa là đám đông có mặt, bao gồm già trẻ, gái trai hoặc những người cùng lao động sản xuất hay cùng tham gia trong các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, không có giới hạn số lượng. Tuy có sân khấu, có tổ chức hẳn hoi, nhưng diễn viên với quần chúng vẫn hòa nhập với nhau và được gọi là họ cái và họ con. Do đặc điểm này nên họ khoan lệ thủy hình thành những sân khấu đặc biệt. Đó là những hình thức diễn sướng độc đáo của họ khoan. Biết lấy chi mà đóng đằng mà chán ơi để lòng chán thấu rõ ơi là thấu rõ chính khúc nói em thương chàng ơi là la hỡi thiệp ơi thiệp mà thương chàng đừng cho ai biết chàng mà thương thiệp mà đừng để ai hay miệng thề lặt lấy cực trang đấy chỉnh người cực trang chỉnh người khổ thiệp đấy mười phần ơi là là hỡi chàng ơi xin chàng nhớ lại thiếp đã tạm biệt chàng giữa sóng giang chàng ơi bền được bởi chữ chúng tình nên khó bước ra đi. Hô khoan ơi là hô khoan chớ khách mà thấy lòng rửa thiệp trao cho chàng rồi giữ lấy một nơi thế cho chốn phong lan thiệp giữ tròn ơi là hô giữ còn cho đến nơi thế chàng về ơi là hỡi thiệp mới chim xa bay con thương cây nhớ cội mà người xa người rồi tôi nắm người ơi hô khoan ơi thà rằng mà không biết thì thôi biết nhau thì rồi lại ơi là rồi lại rửa buông lời thì sao đành chàng sang ba chục rồi lại bốn nơi đừng non sông chàng nhớ lời mình thề dằn tấp lòng ai hạ dễ phôi phai ơi là hồ
bàn chợ nghe ai. Theo kết quả điền giã của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, thì gần 20 hình thức lao động khác nhau gắn liền với diễn chướng hò khoan lề thủy, như chèo thuyền, giã phôi, nền đất, cất nhà, giã gạo, cấy lúa, gặt lúa, cày ruộng, đám cưới, đám ma, đánh cá, kéo gỗ, đàn gỗ, đẩy thuyền, đi ở, thờ nề, thờ mộc, vân vân. Trong thời kháng chiến chống Pháp còn có hò địch vận. Đến nay có nhiều ý kiến và tài liệu cho rằng liệu hò khoan lề thủy có 6 làn điệu hay 9 làn điệu. Nhưng theo người dân lề thủy thì vẫn thường gọi là hò năm mái. Mỗi làn điệu hay mỗi mái hò có cấu thức âm nhạc riêng. Đó là mái sắp, mái nền, mái chè, mái ruổi, mái ba. Mỗi làn điệu có tiết tấu âm nhạc, cách ngắt câu, lớp số khác nhau. Những tiết tấu và những quy ước diễn sướng đó có căn nguyên từ trong nhịp điệu tiết tấu của lao động. Lúc dồn dập khi khoan thai, lúc nhẹ nhàng khi nặng nhọc. Nhiều khi, những tiết tấu đó nhằm để tập trung động lực của đám đông mà ở mỗi người đơn lẻ không thể làm được. Như khi đẩy thuyền qua chỗ cạn, khi chống chèo ghe lớn qua chỗ nước xiết, gió ngược, khi cất nhà, giã gạo. Hò khoan lề thủy là một bức tranh sinh động về đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Đây là một thể loại diễn sướng dân gian độc đáo, phản ánh mọi mặt cuộc sống. Bàn cày, bàn cấy có thể sử dụng hò khoan lề thủy đối đáp với nhau để quên đi mệt nhọc. Đêm thanh trăng sáng, bên cối gào vơi đầy, nam thanh nữ tú hò nhân ngãi trao duyên. Trai làng đông với gái làng tây, nam thôn dưới với nữ thôn trên, hò nói lái trêu ghèo thử tài nhau. Hò khoan giúp hò khuây khỏa, khỏa lấp được nỗi niềm. Hò khoan giúp con người thêm yêu đời. Hò khoan đối với vùng đất lề thủy đã trở thành một nếp sống văn hóa dân gian, giúp hò khoan sống mãi với thời gian. Bao đời, hò khoan trở thành tài sản văn hóa quý giá của người dân lề thủy. Hò khoan vì thế được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong cộng đồng cư dân, tạo nên bản sắc riêng biệt của người dân lề thủy trong nghệ thuật diễn sướng dân gian, gắn với đời sống lao động sản xuất, với các sinh hoạt văn hóa tinh thần và với cả những nghi lễ vòng đời mang tính chất tâm linh, trở thành một tài sản văn hóa tinh thần không thể thiếu của người lề thủy. Hò khoan lề thủy là di sản chung của cộng đồng, một loại hình diễn sướng gần gũi và đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần và tâm linh của người dân lề thủy, đáp ứng nhu cầu giải trí và nhu cầu sáng tạo, cũng như hưởng thụ văn hóa của cộng đồng cư dân huyện Lề Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ở Lề Thủy đã có không ít những nghệ nhân nắm giữ tinh hoa diễn sướng hò khoan, và họ cũng là những người đầy sáng tạo trong ứng đối nhanh nhạy, ý tứ sâu xa và đầy dí dỏm. Những người như vậy thường có mặt tại các chiếu hò của mỗi làng và được dân làng phong là thầy hò. Cha truyền con nối, đã có nhiều dòng họ, gia đình ở Lề Thủy, cùng lúc có nhiều thành viên là những người hò hay hát giỏi, đàn tấu tài hoa, và truyền thống ấy vẫn được duy trì. Cụ Nguyễn Văn Sằng năm nay đã ngoài 90 tuổi, từng là một người hò khoan nổi tiếng khắp vùng. Cụ Sằng đã không chỉ là kho tàng sống của rất nhiều bài bản hò, mà cụ còn là người truyền lửa đến các con cháu của mình tình yêu hò khoan. Và hầu hết các con các cháu của cụ là những người tâm huyết trong công tác bảo tồn và gìn giữ hò khoan. Trong số 8 người con của cụ Nguyễn Văn Sằng, có chị Nguyễn Thị Lý là nghệ nhân ưu tú, chủ nhiệm câu lạc bộ hò khoan Lề Thủy của xã Phong Thủy, huyện Lề Thủy. Chị Lý không chỉ thừa hưởng ở cụ Nguyễn Văn Sằng chất giọng tốt, kỹ năng trình diễn hò khoan bài bản, mà chị cùng chồng và các con của mình tiếp nối truyền thống của gia đình với tâm huyết của những người yêu di sản văn hóa hò khoan.
Tôi là một người đã tâm huyết với về cái ngành ca hát hò khoan lệ thủy và cả cái làn điệu dân ca là từ thời nhỏ, vì cho nên tôi quyết tâm để làm và thành lập tất cả các cái làn điệu hoặc các cái câu lạc bộ trong huyện để tôi truyền dạy lại tất cả các cái giai điệu hò khoan lệ thủy và dân ca cho các đội. Đó là một cái chí hướng của tôi và tôi sẽ làm cho được. Và cái hướng của đội tôi là tôi phải chuyên luyện tập và để là hoạt động đều trên địa bàn. Cháu yêu thích làn điệu hò khoan này vì sau này cháu muốn được trở thành người giống ba cháu. Cháu muốn thuộc nhiều làn điệu hò khoan hơn nữa để thế hệ trẻ của cháu sau này sẽ gìn giữ được làn điệu hò khoan của quê mình. Đứng trước sự biến đổi không ngừng của đời sống xã hội hiện đại, hò khoan lệ thủy cũng phải đối mặt với những thách thức đặt ra trong việc tiếp tục duy trì và trao truyền di sản. Không gian trình diễn của hò khoan lệ thủy ít nhiều bị thu hẹp do sự chuyển đổi về cơ cấu kinh tế. Nền kinh tế gắn với sản xuất nông nghiệp đang ngày càng giảm mà thay dần vào đó là kinh tế công nghiệp. Do đó, những dịp sinh hoạt cộng đồng mang tính chất lao động tập thể ít dần và người dân cũng ít có những cơ hội để hò khoan cùng nhau cho vơi bớt mệt nhọc. Bên cạnh đó, một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay bị ảnh hưởng tác động bởi trào lưu văn hóa ngoại nhập hiện đại nên dẫn đến sự thay đổi về định hướng thẩm mỹ. Nhưng bằng tâm huyết của những nghệ nhân, sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương và bằng tình yêu, sự trân trọng giá trị văn hóa của ông cha để lại, người lệ thủy đang nỗ lực không ngừng trong việc bảo tồn và phát huy di sản hò khoan. Nhiều trường học tại địa bàn huyện Lệ Thủy đã có những giờ học hò khoan trong chương trình dạy học âm nhạc chính khóa cho các em học sinh. Các câu lạc bộ hò khoan tại các xã thị trấn của huyện Lệ Thủy đang được củng cố và đẩy mạnh phong trào sưu tầm, luyện tập, trình diễn và mở lớp truyền dạy đến thế hệ trẻ. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã tập trung để mà bảo tồn cái làn điệu hò khoan Lệ Thủy qua nhiều cái hoạt động. Ví dụ chúng tôi đã chỉ đạo cho các xã, các thôn thành lập các câu lạc bộ hò khoan ở các xã, các thôn. Đặc biệt là ở các trường học, chúng tôi đã đưa cái hò khoan vào trường học. Thì huyện Lệ Thủy cũng xác định được cái tầm quan trọng của cái bảo tồn việc cái hò khoan Lệ Thủy. Chúng tôi sẽ có cái kế hoạch để sau khi mà được công nhận là cái di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia thì chúng tôi sẽ phát huy những cái việc làm được và có những cái nét đổi mới để chúng tôi sẽ đưa cái hò khoan Lệ Thủy đến từng con người của Lệ Thủy, các tầng lớp nhân dân của Lệ Thủy, phát huy cái nét đẹp truyền thống của Lệ Thủy để đưa cái hò khoan Lệ Thủy ăn sâu vào trong tiềm thức, trong cái lao động sản xuất, trong cái phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Hò khoan Lệ Thủy tồn tại và phát triển một cách mạnh mẽ đến ngày hôm nay là nhờ có các nghệ nhân Lệ Thủy. Cho dù có những người vì hoàn cảnh phải xa quê hương Lệ Thủy, nhưng họ vẫn tiếp tục thực hành, lưu giữ và trao truyền cho thế hệ sau, cũng như cung cấp những tư liệu quý báu tới những cá nhân tổ chức có trách nhiệm, tiếp cận, nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa và phổ biến rộng khắp. Bên cạnh đó, trong suốt chiều dài tồn tại và phát triển của mình, hò khoan Lệ Thủy luôn được các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa và các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể tạo mọi điều kiện để được phát huy, lan tỏa. Bên cạnh đó, hò khoan Lệ Thủy luôn nhận được sự ủng hộ yêu chuộng của các tầng lớp nhân dân tại địa phương. Vấn đề mà cái bảo tồn hò khoan Lệ Thủy thì mặc dù là có một số cái thành tích, một số thành quả nó đáng kể như vậy, thế nhưng mà thực sự mà nói rằng là chúng ta chưa quan tâm nhiều đến vấn đề là cái hò khoan Lệ Thủy. Cái điều đó nó thể hiện nhiều góc độ. Tỉnh cũng chưa tổ chức là các cái buổi để mà trình diễn hò khoan Lệ Thủy. Tỉnh cũng chưa có tổ chức những cuộc thi về hò khoan Lệ Thủy, rồi là vấn đề bảo tồn ghi lại những cái
cái điều hòa khoan lệ thủy cũng như là những cái nghề nhân mặc dù có nhưng mà chưa ngang tầm. Vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng đấy là một cái nét văn hóa, đấy là một cái di sản văn hóa của lệ thủy, cho nên là về phía tỉnh cũng như là về phía huyện là quyết tâm để mà khôi phục trở lại, mà theo cái dòng chảy lịch sử, theo cái trào lưu phát triển kinh tế xã hội, theo cái trào lưu để mà một xã hội văn minh thì những cái mà văn hóa của dân tộc mang tính cổ truyền thì nó dễ dàng là phai mờ nếu như mà chúng ta không tập trung để chỉ đạo để mà khôi phục và phát huy cái hoa đại thủy. Họ khoan lệ thủy là di sản, là tài sản chung của cả cộng đồng, một loại hình diễn sướng gần gũi và đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần và tâm linh của người dân trên địa bàn. Đáp ứng nhu cầu giải trí và nhu cầu sáng tạo cũng như hưởng thụ văn hóa của cộng đồng cư dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Chính vì ý nghĩa đó mà trong những năm trở lại đây, tỉnh Quảng Bình đã có những tác động tích cực trong công tác bảo tồn và phát huy để không gian sinh hoạt văn hóa của nhiều làng quê huyện Lệ Thủy nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung vẫn rộn ràng cất lên trong cuộc sống sinh hoạt, trở thành một nét văn hóa độc đáo đầy tự hào trong mỗi người con quê hương. Chứ công dân dục chính thành con khắc cốt tâm mà ghi tâm họ họ là hô họ khoan hô khoan nỡ chỉ một mai trăng lần non về non nỡ họ họ là hô họ khoan hô khoan nỡ để đáp đền công ơn mẫu phụ mẫu ơi.